Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. It's Horror Club. Let's go. Shuttle 1. Sau phần tiếp theo. Kovash. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại chỗ phòng ăn xem ở đó có gì không. Ông ta đang ở gần đây. Ok. Rồi cái mình cần tìm đó là một con dao. Đây rồi. Let's go. Giờ các bạn phải đi cứu một anh chàng cảnh sát. Anh ta chắc ở trong đây rồi. Let's go. Đây cũng không hẳn là anh chàng cảnh sát mà là một anh chàng bảo vệ. Rồi, và các bạn sẽ cầm một chiếc chìa khóa mà anh ta đưa. Anh ta leo lên. Chạy thôi. Và bắt đầu mở cửa phòng thư viện. Trong này xong có gì không? Không có gì. 1734. Bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Ok.
1734. Nghe chưa? Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, House of Slenderilla. Ok. Ở thứ game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 8 màu giấy. Sau đó thì các bạn sẽ, khi đủ 8 màu giấy, các bạn sẽ ấn vào đây. Vào một cái này. Lúc đó thì các bạn sẽ mở ra và lấy một món đồ rồi tẩu thoát ra khỏi đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào căn phòng đầu tiên. Trong này không biết có gì không. Một chiếc chìa khóa. Let's go. Thank you.
đi sâu bên trong xem ở trong đây có gì không. Một lối vào, chiếc chìa khóa tiếp theo. Ok, wow, có một con ma vừa nhìn mình. Trong này không biết có gì không. Không có gì. Mẫu thứ tư. Khi các bạn tìm hết ở tầng 1, sau đó thì các bạn sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp. Khi đào đủ 8 mẫu giấy, các bạn sẽ quay lại chỗ cũ, vị trí xuất phát. Và rồi các bạn sẽ mở cái hòm kia ra. Ở đây thì các bạn phải cần có một chiếc chìa khóa vào được bên trong này. Đó là một căn phòng ăn uống, phòng ăn, phòng bếp, cộng là 1. Rồi, và đây là trên tầng 2. Rất cần nhiều chìa khóa mới mở được các phòng này ra. Oh my god. Wow. Tìm hết ở trên tầng 2, sau đó thì lại xuống tầng 1 mở tiếp những cánh cửa ra. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ 3. Slender Rising. Let's go. Ở tầng game này các bạn sẽ đi tìm tất cả những bức hình được gắn trong cái map bản đồ này. Và trong này thì sẽ có ông Slenderman, ông ta sẽ cai quản đây này. Và ông ta sẽ săn lùng và bắt các bạn. Và các bạn phải săn lùng tất cả những bức hình được gắn trong cái map bản đồ này. Cái này chắc ở bên kia rồi. Oh my god. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Đi đường bên này. Bức hình đầu tiên. Tiếng bước chân của chúng ta. Oh my god, chạy đó. Tính sao? Oh my god. Bức hình thứ hai. Ông ta đang gần đây. Chuồn thôi. Oh my god. Xong rồi. Oh my god. Chết rồi, không chạy rồi. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderilla, The Sola. Let's go. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 8 quyển sách. Và đây như là một mê cung. Oh my god, một cuốn sách đầu tiên. Tiếp tục đi sang bên này. Một chiếc chìa khóa này. Oh my god. Cuốn sách thứ hai.
đúng như mê cung luôn. Cuối sinh thứ ba, cái này như kiểu là đường cụt rồi, chuẩn luôn. Oh my god. Quyển thứ tư. Phòng này chưa mở được. Phòng này phải có chiếc chìa khóa các bạn mới mở được. Đó, và các bạn cứ đi xung quanh. Rồi sau đó tìm tất cả là 8 quyển sách nha. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. See you down here. Let's go. Level 1. Okay. Ở thời điểm này các bạn phải nhìn cái map bản đồ này xem là cái điểm mà mình muốn đến nó là điểm nào. Chắc là lên trên tầng đây rồi. Căn phòng này, một chiếc chìa khóa. Ok, sau đó thì sẽ ra đâu, xuống dưới nhà. Ok, let's go. Đây rồi. Level 2. Ok, tiếp tục nào. Thoát ra khỏi đây. Đến cái vạch đỏ, một cái dấu chấm đỏ ở đây. Mình sẽ chạy này lên một chút. Trong này rồi, một cái ba lô. Sau đó thì sẽ di chuyển đi đâu? Ra ngoài này. Ok. Level 3 nào. Xuống đây, mở một cánh cửa ra. Trong này. Giải cứu ấy trong này. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma. Let's go. New game Horror House. Đây là một tựa game ma rất kinh dị. Một chiếc khóa đầu tiên. Xem vào đây có những cái gì không. Đúng gì, bắt đầu mình sẽ mở cái cửa ra. Wow. Một căn nhà khá là kinh khủng. Toàn những bức ảnh ma luôn. Cánh cửa tự đóng không mở ra được, bắt buộc mình phải tìm hiểu trong này xem như thế nào. Một bức ảnh. Ok. Why do you seem so scared? Wow. All I wanted to do was play with you. Please come and play with me. I'm so lonely. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. Ok, khi xong xuôi thì các bạn sẽ mở được cánh cửa ra. Rồi, let's go. (Cười)
trước mắt thì mình sẽ xem có mở những cái cửa ngoài này không đã. Không mở được này, cái cửa này cũng không. Bắt buộc phải đi trong sau đây rồi. Đúng là một tựa game mà kinh dị. Phòng này phòng bếp. Wow, rất là khiếp luôn. Chiếc đèn pin này cũng không nhạt đâu. Bắt buộc phải tìm một chiếc chìa khóa khác thì các bạn mới mở được cánh cửa khác ra. Đúng là một căn phòng ma luôn, sợ thật. Chiếc chìa khóa mình vừa nhặt ở đây, không biết nó là chiếc chìa khóa của phòng nào. Ôi, có tiếng khóc. Wow. Yeah, let's go. Rất là kinh khủng. Đúng là một tựa game mà. Đâm vào cô ta là đi luôn. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ok. Vân Đình. Stellar Studio. Continue. Let's go. Ở tựa game này các bạn sẽ phải coi làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Và đây cũng là một tựa game khá là hot và hay trong những năm vừa qua. Rất nhiều bạn trẻ yêu thích tựa game này. Rồi mình sẽ vào Dust Room. Ok, continue. Let's go. Ở đây thì các bạn sẽ phải coi những chiếc cam. Coi anh chàng này thôi. Một căn phòng, hai căn phòng, ba căn phòng và bốn căn phòng. Thỉnh thoảng các bạn phải bật để làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào sau này. Và từ game này thì nó có nhiều cách để các bạn chọn. Ví dụ các bạn có thể chọn anh chàng này, hoặc các bạn có thể chọn Freddy. Wow. Nó đang báo là có một con gấu vừa đi chạm ở đây. Rất là nguy hiểm luôn. Đó. Và đây là một tựa game chơi khá là hay nhá. Các bạn có thể chọn phần khác cũng được, hoặc là các bạn có thể chọn chơi loại này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Mr. Granny. Play. Skip. Let's go. Wow, ok. Rồi, mình sẽ lên trên này luôn. Are you ok? Oh my god, bị đẩy rồi. What? Rồi, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.